Xin chào bạn, như vậy thì Mi Band 4 đã chính thức được trình làng sau hàng loạt những tin tức rò rỉ và đồn đoán. Năm nay với thế hệ Mi Band 4 thì mình đánh giá đây thật sự là một bản nâng cấp tuyệt vời so với các thế hệ tiền nhiệm, đặc biệt là chiếc Mi Band 3 này. Và đây cũng thật sự là một sản phẩm đáng mua mà các bạn không nên bỏ qua nếu như đang cần tìm kiếm một chiếc vòng đeo tay giá rẻ. Và ngay sau đây là những thông tin chi tiết hơn về em đó, xin mời các bạn cùng theo dõi. Năm nay, Mi Band 4 được cải thiện cả về phần cứng và tính năng so với thế hệ tiền nhiệm là Mi Band 3. Màn hình của nó lớn hơn 39,9% và là màn hình màu AMOLED chứ không phải là màn hình đơn sắc như là trên chiếc Mi Band 3. Ngoài ra, màn hình này còn được bảo vệ bởi kính 2,5D chống xước. Với khả năng hỗ trợ NFC, Mi Band 4 có thể được sử dụng cho các thanh toán di động thông qua hệ thống Alipay và WeChat tại Trung Quốc. Tuy nhiên, rất tiếc khi mà những tính năng này nó chưa phổ biến tại thị trường Việt Nam. Nó cũng có khả năng chống nước, có thể hoạt động tốt dưới độ sâu là 50m và được trang bị cảm biến 60 độ chính xác cao giúp nhận ra các kiểu bơi khác nhau như là bơi tự do, bơi ngửa, bơi bướm và bơi kết hợp. Mi Band 4 cũng có thể theo dõi 6 chế độ thể dục khác nhau như là chạy trong nhà, chạy ngoài trời, chạy tập thể dục, bơi lội, đạp xe hoặc là đi bộ. Bên cạnh đó, vòng đeo tay thông minh của Xiaomi còn được tích hợp trợ lý ảo Xiaomi AI nên người dùng có thể sử dụng nó để điều khiển các thiết bị IoT của Xiaomi. Xiaomi AI sẵn sàng hoạt động khi các bạn nâng cánh tay lên. Hơn nữa, với chiếc Mi Band 4 này, các bạn cũng có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo để yêu cầu chơi nhạc, lên lịch sự kiện bằng giọng nói. Ngoài những nâng cấp so với thế hệ tiền nhiệm thì Mi Band 4 năm nay vẫn dùng cảm biến nhịp tim giống thế hệ cũ, cũng như là vẫn có các tính năng theo dõi, đo chất lượng giấc ngủ, hỗ trợ Bluetooth 5.0, các tính năng theo dõi sức khỏe, các chế độ luyện tập cơ bản mình vừa có nhắc đến bên trên. Về thời lượng pin thì phiên bản NFC có thời lượng pin là 15 ngày, trong khi đó bản bình thường thì sẽ có pin trâu hơn là 20 ngày. Cuối cùng về mức giá, phiên bản Mi Band 4 hỗ trợ NFC sẽ được bán với giá là 770.000 đồng. Trong khi đó, phiên bản không có NFC thì sẽ rẻ hơn rất là nhiều, chỉ 581.000 đồng khi quy đổi từ Trung Quốc sang tiền Việt Nam. Bên cạnh đó, Mi Band 4 năm nay sẽ còn có thêm phiên bản giới hạn với bộ sưu tập dây đeo Avenger, gồm dây đeo Avenger, dây Captain America và dây Iron Man. Bản giới hạn này sẽ được bán với mức giá cao nhất là 1,1 triệu đồng. Đợt mở bán đầu tiên của Mi Band 4 sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 6 tới đây tại thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, theo thông lệ từ các thế hệ vòng đeo tay trước đây thì chỉ khoảng vài ngày sau đó thì nó sẽ có mặt tại thị trường Việt Nam. Tổng kết lại, Mi Band 4 với những nâng cấp tuyệt vời so với các thế hệ tiền nhiệm chắc chắn sẽ làm cho thị trường vòng đeo tay trở nên nóng hơn bao giờ hết khi không lâu nữa nó sẽ chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam. Đặc biệt khi mà ứng dụng Mi Fit đã có sẵn tiếng Việt thì khi các bạn kết nối nó sẽ có sẵn tiếng Việt ngay để sử dụng, là sản phẩm phù hợp cho mọi đối tượng người dùng, mọi lứa tuổi với mức giá siêu rẻ chỉ từ 5 đến 700 ngàn đồng. Nếu như bạn đã quan tâm và muốn đặt hàng thì hãy liên hệ ngay tổng đài 1900 6122 để được ghi lại thông tin và có cơ hội là những người đầu tiên sở hữu em đó. Và đó là những thông tin chi tiết về chiếc Mi Band 4 vừa chính thức được trình làng ngày hôm qua. Và các bạn hãy để lại ý kiến của mình về chiếc Mi Band 4 này ở ngay bên dưới video để chúng ta cùng nhau bàn luận. Và đừng quên bấm đăng ký kênh, bấm chuông theo dõi để luôn cập nhật những thông tin công nghệ mới nhất, những sản phẩm mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.